xin chào tất cả các bạn à, hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách sử dụng uh, cấu trúc With and with ở trong uh, vba excel thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn sử dụng cái cấu trúc này ở trong uh, vba excel nó như thế nào các bạn nhé thì bây giờ mình có một cái bảng ví dụ như này giả sử bây giờ mình sẽ uh, sử dụng một cái câu lệnh copy để mình sẽ copy cái dữ liệu từ cái bảng này uh, sang bên này thì bây giờ chúng ta sẽ cùng vào bắt tay vào uh, xem và các bạn có thể tải file về và các bạn làm theo mình hướng dẫn các bạn nhé rồi ok để uh, chúng ta có thể viết code được thì chúng ta sẽ chọn vào thẻ vị developer sau đó các bạn chọn visual basic đấy một cửa sổ soạn thảo VBA nó hiện lên như này đây là cái cú pháp bài lần trước mình hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm for đúng không? Bây giờ à, cái cấu trúc là vòng nạp for Bây giờ mình sẽ thêm một cái module mới. Mình sẽ chọn insert này, sau đó mình chọn module. Rồi. Đây là cái cái cửa sổ mà chúng ta sẽ soạn thảo code ở đây. Thì đầu tiên ví dụ bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách copy. Đấy copy, sau đó chúng ta sẽ áp dụng nó vào cái cấu trúc With and with các bạn nhé để chúng ta đơn giản hóa cái công việc của chúng ta. Ví dụ chúng ta viết một cái sub copy như thế này, sub copy enter đó. Rồi sau đó chúng ta sẽ ví dụ bây giờ mình sẽ cần copy là uh, cột B, cột C, cột D sang bên bên phải nhé để chúng ta dễ hiểu. Thì đầu tiên chúng ta sẽ viết là sheet một, sheet một chấm rang này, rang này. Đấy, mở ngoặc ra, mở nháy kép ra Mình sẽ copy từ cái ô B3 cho đến ô B10 Thì mình sẽ viết là B3, 2 chấm đến B10 Đó, chúng ta đóng nháy kép và đóng ngoặc lại Chấm copy, rồi enter xuống Và bây giờ chúng ta sẽ dán, đúng không ạ? Chúng ta đầu tiên chúng ta chọn cái vùng mà chúng ta cần copy Sau đó là chúng ta sẽ dán Đó, thế thì chúng ta sẽ Mình sẽ copy cái đoạn này cho nó nhanh nhé mình dán xuống đây sau đó mình mở ngoặc ra và mình mở nhé kép ra mình sẽ chọn một cái ô mà mình sẽ dán kết quả mình vừa copy đó thì mình sẽ chọn vào ô F3 đi mình dán vào ô F3 như thế này chấm bass bass special đấy rồi chúng ta mở ngoặc ra xn đó nó có rất nhiều lựa chọn ở bên trong các bạn có thể dán o hoặc là dán uh, rất nhiều kiểu các bạn nhé này các bạn đó các bạn thấy có rất là nhiều kiểu dán thì mình sẽ chọn bắt o các bạn nhé mình nhấn phím tab này rồi mình đóng ngoặc lại enter rồi bây giờ mình sẽ chạy cái đoạn code như này cho các bạn xem mình bấm vào mũi tên đen này mũi tên cái dấu uh, mũ, dấu uh, biểu tượng màu xanh này các bạn nhé các bạn bấm vào nó đấy các bạn thấy chưa là chúng ta đã copy được từ cái cột b này cột b từ b 3 cho đến b 10 Đấy, copy từ B3 đến B10 sang cái cột F là từ F3 đến F10 rồi. Bởi vì mình sẽ mình chọn cái ô mình dán là ô F3 cho nên là cái sau đó nó sẽ tự động nó sẽ dán từ F3 đó xuống nó tương ứng với cái ô B3 đến đến B10 các bạn nhé. Thì đây nó sẽ là kết quả của chúng ta nó xuất hiện là F3 đến F10. Rồi, tương tự như vậy thì mình làm lặp đi lặp lại để cho chúng ta hiểu là là sau đó chúng ta sẽ dùng cái cấu trúc with and with nó như thế nào nhé giờ tiếp tục bây giờ mình lại copy cái cột c các bạn làm tương tự như thế sheet một này chấm rang này mở hoặc ra mở nhé kép ra từ c 3 cho đến là c 10 c 3 đến c 10 rồi chấm copy chúng ta cũng thế đó, chúng ta có thể copy một lần từ B3 cho đến D10 được, các bạn hiểu không? Đấy, như mình đây mình làm nhiều lần để cho các bạn hình dung ra là tí nữa chúng ta dùng thay vì là chúng ta dùng là là là, là cái cấu trúc mà chúng ta phải copy nhiều lần như vậy thì chúng ta sẽ làm như thế nào để chúng ta không tập trung vào cái bài copy quá ở trong cái phần này mà chúng ta sẽ tập trung vào cái cấu trúc uh, with and with các bạn nhé thì mình sẽ cần phải có cái đoạn mẫu như thế này để mình cho các bạn hiểu tại sao lại nên dùng cấu trúc with and with các bạn nhé. Rồi sau đó chúng ta lại tiếp tục, chúng ta có thể là copy cái đoạn này để chúng ta đỡ phải gõ lại nhé. Copy và dán bình thường thôi. Sau đó mở ngoặc ra và mở nhé kép ra chúng ta dán vào cột G3 đi. G3 này. Rồi chấm. bass bass số nhé các bạn nhé rồi mở ngoặc ra dán này chúng ta có nhiều cách dán các bạn nhé như đây mình không tập trung vào cách đó mình chọn bass all nhé mình dán tất cả rồi enter này sau đó mình lại chọn tiếp tục mình lại chọn copy cái cột đơn giá tiếp nha sheet một này chấm rang này chúng ta mở ngoặc ra mở nhé kép ra từ d 3 đến d 10 các bạn nhé tương tự như thế copy đó giờ chúng ta lại dán đúng không thì chúng ta cũng sẽ làm như này copy và các bạn mở ngoặc ra mở nháy kép ra và chúng ta sẽ chọn cột h3 các bạn nhé h3 rồi chấm bass special mở ngoặc ra xl bass ho các bạn nhé rồi ok bây giờ mình copy Đấy, mình chạy cả cái đoạn cốt này cho các bạn xem nhé đó thì mình cứ để cái cửa sổ như này các bạn sẽ theo dõi được các bạn nhé bây giờ mình bấm vào cái nút này mình bấm run này bấm chuột trái chọn nó nhé các bạn nhé bấm chạy đó các bạn thấy chưa là nó đã nó đã copy cái phần bên này sang bên này rồi đúng không đấy nhưng mà các bạn thấy nó có cái cái đường tua uh, tua như này đúng không để chúng ta muốn loại bỏ nó thì chúng ta làm như thế nào Đấy, thì chúng ta sẽ thêm một đoạn code trước khi chúng ta copy như thế này. Chúng ta application application chấm cất copy mod rồi bằng chu rồi đó bằng chu rồi bây giờ chúng ta sẽ phía dưới này chúng ta cũng copy nó dán xuống đây và chúng ta cho nó bằng false Đó. Bây giờ mình mình xóa đi, xóa cái phần kết quả này đi. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy lại cái đoạn code này. Mình chạy này, bấm chạy. Đây các bạn thấy chưa? Thì lúc này nó không còn cái tua tua sau khi chúng ta copy nữa. Các bạn hiểu chưa? Đó. Đấy. Nếu các bạn đổi lại thì sao? Chỗ này các bạn để là false. Các bạn cho này để là true đi. Rồi. Các bạn cũng copy bình thường nhé, mình xóa này. Rồi, bây giờ mình chạy code này, chạy. Đó. Thì các bạn có thể là để để kiểu này hoặc để kiểu như lúc đầu của mình đều được, nhưng mà tốt nhất là các bạn để uh, cái uh, cái kiểu nào cũng được. Nói chung là các bạn để một trong hai kiểu thì nó sẽ mất mất cái đường mà sau khi các bạn copy xong ấy Đấy, thì nó sẽ mất cái đường đó. Như tốt nhất các bạn để kiểu này thì tốt nhất nhé. Đấy, đầu tiên là chúng ta chạy cái đoạn code này để cho nó mất cái đoạn tu tua sau khi chúng ta copy nhé. Đó, sau đó là chúng ta sẽ đưa nó trở lại như ban đầu. Còn nếu mà không thì sau này chúng ta dùng Excel thì chúng ta sẽ sau khi chúng ta copy xong ấy, là nó sẽ không còn cái tu tua đấy nữa. Đó, rồi nó chỉ là một cái câu phụ thôi. kể cả các bạn xóa đi cũng không sao các bạn nhé. Các bạn xóa đi, chẳng ảnh hưởng gì hết nhé các bạn nhé Rồi mình bấm copy chạy, bấm này Đó, nó chỉ điều có điều nó còn cái tua tua giống như chúng ta làm bình thường Cũng chẳng sao hết các bạn nhé Rồi, thế thì bây giờ mình xóa đi Thì trong cái đoạn mình copy như vừa rồi thì các bạn thấy nó có một cái vấn đề gì Vấn đề này này, các bạn thấy cái uh, câu lệnh là Cái đoạn code là sheet 1 rank ấy, mình viết đi viết lại rất nhiều lần này các bạn thấy không các bạn thấy không sheet một chấm rang sheet một chấm rang sheet một chấm rang đấy các bạn thấy không nó nạp đi lặp lại rất nhiều lần đó và nó làm cho cái, cái đoạn cốt của mình nhìn nó hơi hơi bị dài đúng không ạ đó thế chúng ta muốn cho nó đơn giản hơn cho ngắn gọn hơn thì chúng ta sẽ thêm một cái with ở phía trước như thế này này các bạn nhé width rồi cách ra sheet một đó sheet một như vậy rồi sau đó ở phía dưới này chúng ta thêm cái uh, từ là end width ở dưới này bắt đầu with và kết thúc là end with các bạn nhé rồi sau đó mình sẽ xóa cái sheet một này đi xóa nó đi đó mình làm như thế để cho các bạn hiểu là with và end with là như thế nào các bạn hiểu chưa đó mình xóa nó đi như vậy để các bạn có thể cách nó vào bên trong nhé mình tap nó vào bên trong như thế này này chọn nó và các bạn nhấn phím tab nó vào nhé đó thì các bạn nhìn thấy nó ngắn gọn hơn rồi, đúng chưa nào? Bây giờ mình sẽ chạy cái đoạn code này xem nó có hoạt động như bình thường không các bạn nhé. Mình bấm chạy này. Đó các bạn thấy chưa? Nó vẫn chạy như bình thường luôn. Đó thì đấy là cái cách mà sử dụng là cấu trúc with và end with nó làm cho cái đoạn code của chúng ta ngắn gọn hơn đây nó chỉ có một chữ uh, sheet 1 thôi thì nó cũng không uh, không có sự khác biệt nhiều lắm nhưng mà khi mà có một cái đoạn code rất là dài mà nó lặp đi lặp lại như vậy nếu chúng ta cứ viết như thế thì nó mất công lắm cho nên là chúng ta làm đơn giản cái đoạn code đó bằng cách cấu trúc with và end with rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ứng dụng nó nhé ví dụ chúng ta ứng dụng nó đây là ở cái trường hợp là một mình sẽ lấy cái đơn giá từ cái bảng ở ở phía dưới lên hôm trước mình có hướng dẫn các bạn rồi này mô đun một đây mình nháy đúp nó nên lên như thế này đúng không thì các bạn thấy này đây là đoạn cốt là mình uh, lấy cái điền cái giá trị vào cái cột số lượng này đúng không điền giá trị vào cột số lượng này mình mở rộng ra cho các bạn xem này đây đoạn cốt này là điền giá trị vào cột số lượng các bạn thấy chưa còn đoạn cốt này là lấy đơn giá từ cái bảng đơn giá lên đó vậy thì mình sẽ uh, sử dụng cái cấu trúc width và end width vào trong cái trường hợp mà ở phía dưới các bạn nhé đó trường hợp này các bạn thấy này sheet một này các bạn thấy không đấy nó có nạp lại này sheet một nó nạp lại một lần này rồi sheet 1 nặp một nạp lại lần nữa này rồi đây này sheet một nạp lại một lần nữa này vậy thì bây giờ mình không muốn À, không muốn viết nạp đi làm lại như vậy đây là mình nói viết ngắn gọn là sheet một là bởi vì cái cái trường hợp này mình chỉ gửi chỉ chỉ mở một cái file này thôi còn trường hợp nếu trường hợp mà bạn mà mở nhiều file sale thì bạn còn phải thêm một cái câu lệnh là this workbook nữa cơ đấy this workbook mình cần cho này đó this workbook đấy chấm rang đấy Ship, uh, workbook này This workbook cần chân sân bay các bạn nha this Book này đấy sau đó các bạn có phải chấm này rồi sheet một này sheet một này sau đó chấm sheet này đó, nếu các bạn thêm uh, chữ this phía trước các bạn phải chấm sheet này đó sheet sau đó các bạn phải mở ngoặc ra là cái sheet nào và một này mình mở nhé kép ra sheet một sheet một đó, đó. đóng nháy kép lại đóng ngoặc lại đấy mình viết như vậy đây là sheet một đây là cái tên sheet nhé các bạn nhé tên sheet đó rồi ở phía sau này cũng thế nếu trường hợp các bạn mở nhiều file nên để nó code nó chạy được ấy, thì các bạn phải khai báo cho nó tận tị tận tường vào đấy thì nó mới hiểu được control space này đấy this workbook này rồi chưa sau các bạn phải chấm này rồi đến sheet này đấy sheet có s các bạn nhé rồi mở ngoặc ra các bạn mở nhé kép ra các bạn viết tên sheet là sheet một này đó rồi chấm rang như vậy rồi các bạn thấy chưa rồi tiếp đằng sau này nữa cũng như thế luôn đó chỗ này cũng vậy luôn các bạn lại this book, book này cần chân space này đấy được chưa xong lại chấm này sheet này đó mở ngoặc ra mở nháy kép ra sheet một đó chúng ta phải viết cái địa chỉ chính xác cho nó là như vậy sheet 1 chấm rang như vậy đó bây giờ mình mở lớn để cho các bạn xem này đó thì nó đầy đủ nó sẽ như thế này này các bạn này trường hợp mà trường hợp mà khi mà các bạn đang làm việc mà các bạn mở nhiều file ấy, thì các bạn cần phải chỉ cho vba nó hiểu là bạn muốn làm việc ở file nào các bạn hiểu không cho nên là mình chỉ ra nó là cái file này this workbook là cái file mà chứa cái đoạn code này này các bạn hiểu chưa là cái file chứa cái đoạn code này đó this này các bạn thấy chưa đó nó nạp nạp lại và cái 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 trường hợp này nó dài hơn so với trước rất nhiều đúng không rồi thế bây giờ mình thử chạy xem nó có đúng không nhá mình xóa cái đơn giá ở đây đi này đó mình chạy xem cái kết quả nó có đúng hay không đó mình bấm run nhé các bạn để con chuột ở trong cái đoạn cốt đó các bạn nhé để chỗ nào cũng được đấy sau đó mình bấm chạy này bấm vào nút đây nhé bấm chạy đó các bạn thấy chưa nó ra kết quả đúng chưa vậy là mình trước kia mình không có thêm cái đoạn this workbook này thì nó vẫn ra kết quả và bây giờ thêm thì nó vẫn ra kết quả đó nhưng mà trường hợp này bây giờ nếu để tránh tình huống nó dài đi thì mình sẽ thêm một cái width ở phía trước các bạn hiểu chưa mình thêm width ở đây with này This workbook control sym bay các bạn nhé nháy đúp này rồi chấm sit đó rồi sao nhỉ chấm shift này rồi mở ngoặc ra mở nháy kép ra shift một shift một rồi đó đến đây là một cái câu lệnh mình thêm sau khi mình viết width này và đương nhiên nó phải nó có width là phải có end width đi đi kèm các bạn nhé không nó báo lỗi đấy các bạn ạ rồi đó thì mình khai báo là width this workbook chấm sheet này chấm sheet một này đó và bây giờ mình có thể xóa cái khúc đường trước này đi được này các bạn này xóa nó đi các bạn hiểu chưa đó xóa nó đi đến đây này xóa lên đi chúng ta phải giữ lại dấu chấm các bạn nha đó xóa nó đi và giữ lại dấu chấm ở trước chữ rang đấy các bạn chú ý điểm đấy đó chúng ta xóa như thế này bôi đen là chúng ta nhấn delete trên bàn phím thôi đó thì lúc này code của chúng ta nó còn như thế này thôi các bạn thấy chưa nó ngắn gọn hơn đúng không cái đoạn đoạn này này nó sẽ áp dụng cho tất cả những cái trước cái dấu chấm này các bạn hiểu chưa trước cái dấu chấm này đó bây giờ mình sẽ thử chạy code xem nó có đúng không sau khi mà chúng ta uh, áp dụng width và end width vào thì nó cũng phải kết quả nó phải ra đúng mới được đúng không nào thế bây giờ mình xóa đi các bạn nhé rồi mình sẽ mở cái này lên rồi mình chạy code cho các bạn xem này bấm này run này các bạn nhìn cột đơn giá nhé bấm luôn này thấy chưa bạn thấy nó ra kết quả đúng chưa đó thì cái việc là dùng cấu trúc with và end with nó giúp cho chúng ta là không phải viết đi viết lại một cái đoạn code nào đó Đấy. một cái đoạn code nào đó mà chúng ta cứ phải nạp đi nạp lại nó đấy thì là cái công dụng của nó là như vậy nó sẽ giúp cái đoạn code của chúng ta đơn giản hơn nhìn nó mạch lạc hơn dễ hiểu hơn À, dễ hiểu thì chưa chắc bởi vì là uh, phụ thuộc vào trình độ của mỗi người đúng không ạ? Trình độ Excel của mỗi người. À, còn thì chắc chắn là cái đoạn code nó ngắn gọn hơn. Đúng không ạ? Đó. Thì đây là mình đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái cấu trúc With à, và End With ở trong uh, lập trình VBA Excel. Đó. Thì nếu mà bạn nào mà giỏi về Excel nhá, giỏi về VBA thì chắc chắn là bạn hơn những người khác đấy. Rất ít người uh, sử dụng tốt vba ở trong excel đấy vba nó có thể làm được những cái công việc mà bình thường excel có thể nó sẽ không làm được các cái bằng cái các cái công cụ hoặc các những cái hàm excel thông thường có thể là không làm được đó thì ví dụ như trường hợp này thì hàm excel chúng ta sẽ không 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 giải quyết được hết vấn đề ví dụ vậy đó thì chúng ta phải dùng cái cái trường hợp lập trình và dùng cái cấu trúc with và end with thì chúng ta có thể áp dụng được và trong những tình huống như thế này, đây là một cái ví dụ ở trong cái uh, clip này. Nếu mà các bạn cảm thấy thích cái chủ đề này, các bạn có thể là đăng ký kênh để theo dõi mình, theo dõi kênh của mình và các bạn có thể là bấm like và các bạn uh, để mình biết rằng là các bạn quan tâm đến chủ đề này, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn ở những cái kiến thức ở những cái bài uh, học tiếp theo về lập trình VBA trong Excel đó, mình là Mr cảnh Excel. Uh, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo